kết thúc. Như vậy là 11 năm, set 4. Tỷ số bây giờ đã là 3-1, tạm thời nghiêng về cho Nguyễn Đình Lâm. Kịch bản rất giống trận lần trước với lại Bùi Anh Tuấn. Hãy xem tay vợt Nguyễn Hưng có lật kèo được hay không. Vương giờ này chưa đến đánh. Sáng năm không đều. Giọng có mang đồ nghề nữa. Xem được Vương đến. Lại một quả nữa, tỉnh thiệt, rất tỉnh. Quả thứ hai kê bóng vào bàn của Hưng. Trận đấu thứ 6. Không đều. Thank you.
đâu mà lần. Không theo cái logic thông thường. Không bao giờ đoán được. Thế nào mà. Kia nó bình tĩnh, Hưng nó là bình tĩnh xử lý những pha bóng và càng đây càng đi đường dài thì cái độ tin cậy của bên kia nó càng cao hơn. Bảy chín cơ hội cho Nguyễn Đình Lâm. Mười tám cơ hội cho Lâm. Lâm không qua được hai quả này thì là khó đấy. Hai quả này mà Lâm không xử lý được là khó đấy. May mắn, chúng ta dùng từ là may mắn để đường bóng đưa chả biết khi nào nó vào, khi nào nó vào. Về kết quả trận đấu là 4-2 nghiêng về cho tay vợt Nguyễn Đình Lâm.